bất chấp biển cấm. Phi băng băng trên đường. Đó là những hình ảnh luôn khiến người dân sợ hãi mỗi khi binh đoàn xe quá khổ quá tải đi qua. Không chỉ gây nguy hiểm cho người dân, ô nhiễm môi trường, mà các xe này cũng ngày đêm phá hỏng kết cấu của nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch của Hà Nội. Ngay đầu tuyến đường này đã được lắp đặt một biển cấm xe có trọng tải trên 10 tấn lưu thông. Thế nhưng những chiếc xe chở cát trên dưới 30 tấn này vẫn lộng hành, thậm chí chở vượt thành thùng hoặc thành thùng được cơi nới lên cao gấp nhiều lần so với đăng kiểm ban đầu. Cách địa điểm không xa, tại khu vực công trường của công ty cổ phần đầu tư Sao Thăng Long, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thực trạng tương tự cũng xảy ra. Những chiếc xe quá khổ, quá tải chở vật liệu xây dựng vào công trình thường xuyên làm rơi đất, cát xuống đường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt khu vực này rất gần chợ, đường đi hẹp và xấu, mà xe tải chạy nhanh khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông càng cao. Lần ngược theo những chiếc xe tải, chúng tôi phát hiện điểm xuất phát của những chiếc xe này là tại bãi cát xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng. Sau đó các xe tải này chở cát tản đi khắp nơi của huyện Đan Phượng, Hoài Đức. Còn đây là hình ảnh trước cổng Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, Hà Nội. Xe quá khổ cũng ngang nhiên lộng hành mà không thấy bóng dáng của cơ quan chức năng. Những chiếc xe quá khổ liên tục phớt lờ biển hạn chế trọng tải, là một số đoạn đường đã hỏng và bụi mù mịt, khiến người dân khổ sở. Loại xe tải như xe to này, nó chạy nhiều hơn, loại chở bây giờ thì nhiều người nó cũng thích. Chở hàng cũng cồng kềnh, cũng nhiều vụ tai nạn nhiều. Gọi là xe cụ đâm, các xe nó đi ở đường rồi, phóng cả đường này, đi ẩu. Đường đây thì nó hẹp, nhưng mà xe quá tải nó đi ra nhiều. Xe nó to, nó chở đây cát, sáng có, chiều có, thì nó hay đi qua đây. Theo Điều 24 Nghị định 46 ban hành năm 2016 NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 800.000 đến 12 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc, chở hàng vượt trọng tải, khối lượng hàng chuyên chở, cho phép tham gia giao thông, được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe từ 10 đến trên 150%. Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 5 tháng tùy mức độ vi phạm. Ngoài ra, khi xe vượt quá tải trọng cho phép, thì không chỉ người điều khiển xe mà cả chủ xe cũng sẽ bị xử phạt. Qua đây đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải nhanh chóng vào cuộc, xử lý kiểm tra các xe chở quá khổ, có dấu hiệu quá tải để đảm bảo an toàn giao thông, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân.